Thưa quý vị, trở lại như chúng tôi đã nói, đó là hiện nay phe của Nguyễn Tấn Dũng với sự hợp tác của tân thủ tướng ông Phạm Minh Chính đang bị tấn công bằng hai mũi. Một mũi phía Bắc do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo, chủ yếu xoáy vào cái vụ án Nguyễn Duy Linh, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an trước đây, một nhân vật được cho là linh hồn của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng. Và một mũi thứ hai là ở phía Nam, do ban lãnh đạo cũ của Sài Gòn mà người đứng đầu không ai khác, đó là ông Lê Thanh Hải, tức ông Hai Nhật. Thưa quý vị, trong khi đó có những nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo Sài Gòn tiết lộ cho biết, một trong những cái điều kiện mà ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra với Lê Thanh Hải là phải hạn chế ít nhất hoặc không được làm ảnh hưởng tới uy tín của tân thủ tướng Phạm Minh Chính. Thưa quý vị, tuy nhiên những yêu cầu của ông Lê Thanh Hải vẫn chưa được ban lãnh đạo Sài Gòn chấp nhận. Và đó là lý do nhiều quý vị đã biết trong thời gian gần đây, toàn bộ chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã tràn ngập Sài Gòn với cái nội dung chống dịch Covid-19. Thưa quý vị, được bắt đầu từ cái mặt trận phía Bắc tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là một cái vụ án đưa và nhận hối lộ, được cho là Phan Văn Đình Vũ, tức Vũ Nhôm, đã đưa một cái số tiền từ 3 đến 5 triệu đô la Mỹ cho ông Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo. Và cái vụ án này, thưa quý vị, nó được bắt đầu chính thức điều tra từ năm 2018. Và kết quả thì hẳn quý vị có đã rõ, gần 3 năm qua, cái vụ án đó dậm chân tại chỗ, tức là người ta đã xác định được kẻ đưa hối lộ, kẻ môi giới hối lộ. Nhưng mà cái vấn đề ai là người nhận hối lộ lại không có câu trả lời. Và đó là lý do tưởng chừng cái vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan tới một cái số tiền rất lớn sẽ chìm xuồng. Trong khi đó, thưa quý vị, cái phe các cái bị can thì có những cái thông tin cho rằng họ tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ, một cái nhân vật được cho là thân cận của ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, thực hiện chỉ đạo của ông Phúc cũng như được sự thống nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, quyết định bằng mọi cách đưa cái vụ án nhận hối lộ với một cái số tiền khủng ra ánh sáng. Thưa quý vị, đó là những cái việc xảy ra kể từ đầu năm 2021 tới đây. Chứ còn trước đại 13 thì ông Nguyễn Phú Trọng trong lúc đó có những cái mối quan hệ tốt lành với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao Bộ trưởng Công an Tô Lâm an toàn vẫn tiếp tục lọt vào Bộ Chính trị khóa 13. Nhưng quý vị để ý có một điều rất lạ, đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm được đề nghị giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách nội chính, nhưng ông Tô Lâm đã từ chối và đề nghị tiếp tục ngồi lại chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Nhiều quý vị đã biết ông Tô Lâm chỉ cần rời chân ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an một phút mà ông Phan Đình Trạc mà ngồi vào, thì người ta nói Tô Lâm sẽ trả một cái giá rất đắt. Bởi vì Phan Đình Trạc đã chuẩn bị tất cả các cái hồ sơ tài liệu liên quan tới tội của Tô Lâm. Và thưa quý vị, muốn khởi tố được thì việc này ban nội chính mà ông Phan Đình Trạc giữ chức vụ trưởng ban cũng chỉ làm cơ quan tham mưu cho Bộ Chính trị đưa cái vụ án của Tô Lâm ra để khởi tố, chứ không có quyền quyết định khởi tố vụ án, mà cái quyền quyết định đó thuộc về Bộ Công an. Như quý vị đã biết, trước kia là như thế. Tô Lâm liên quan tới cái vụ án mobile phone mua AVG. Rồi sau, từ đầu năm 2021 đến nay, thì quý vị đã rõ khi cái mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm cơm không lành, canh không ngọt. Khi mà có những cái đồn đoán mà chúng tôi đã nhiều lần nói với quý vị, đó là cơ quan tình báo quân đội phát hiện có một cái buổi họp có 5 ủy viên Bộ Chính trị dưới thời mà ông Nguyễn Tấn Dũng, cụ thể là những cái đàn em của Nguyễn Tấn Dũng, trong đó có Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, rồi các cái đại gia Đông Âu, có một cái cuộc họp bàn về cái việc trở lại quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng. Và thưa quý vị, chúng tôi còn biết thì làm sao mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không biết. Và đó là lý do cái quan hệ giữa Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở nên nguội lạnh khác thường. Và đó là lý do tại sao vụ án liên quan tới Đại tá Nguyễn Duy Linh
con trai của cựu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng đã bị lật lại tại cái thời điểm gần đây, khi mà trước đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cương vị thành viên của Đảng ủy Công an Trung ương, báo cáo về việc cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an không tìm thấy các cái dấu hiệu buộc tội đối với Đại tá Nguyễn Duy Linh, Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo. Hơn thế nữa, cái thời hạn điều tra của vụ án đã hết. Đó là lý do ông Tô Lâm đề nghị Tổng Bí thư trong cương vị người đứng đầu của cái cơ quan chống tham nhũng trung ương xử lý đối với Đại tá Nguyễn Duy Linh bằng biện pháp kỷ luật đảng cũng như hành chính. Thưa quý vị, có một cái điều trùng hợp làm cho dư luận xã hội cũng như giới quan sát càng thêm nghi ngờ. Đó là điều chúng tôi vừa kể. Khi mà ông Tô Lâm vẫn có những dấu hiệu cho thấy bảo vệ đối với Nguyễn Duy Linh, và cái chuyện ông Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với Nguyễn Duy Linh, thực tế nó là một cái hành động che mắt dư luận. Mà theo các lãnh đạo Bộ Công an cho biết, hành vi của Nguyễn Duy Linh hoàn toàn có đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, người ta cũng cho rằng sau đội 13, sau khi phe của Nguyễn Phú Trọng chấn chỉnh sắp xếp lại quyền lực của mình, đội hình của Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay với phe Nghệ An, lúc đó người ta mới chính thức ra tay. Đó là lý do tại sao những cái kết luận trước đây của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngày 21 tháng 4 năm 2021 vừa rồi là như vậy. Song thưa quý vị, tất cả đã thay đổi sau kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Lập tức Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vụ năm trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án đối với Nguyễn Duy Linh. Đó là ngày 3 tháng 5 năm 2021. Tiếp đó, thưa quý vị, trong cái vấn đề công bố về nhân sự lãnh đạo của Bộ Công an, thì người ta đã quyết định cho ba thượng tướng của Bộ Công an, đó là các thứ trưởng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành nhận quyết định nghỉ hưu. Mà những cái nhân vật vừa kể được cho là có liên quan sâu sắc tới ông Nguyễn Văn Hưởng. Rồi tiếp đó, thưa quý vị, ngày 4 tháng 6, Đảng ủy Công an Trung ương dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính tham gia nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương. Và lập tức ngay sau đó, ngày 15 tháng 6, thì cơ quan điều tra C01 của Bộ Công an đã ban hành một cái quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ của Đại tá Nguyễn Duy Linh, lập tức thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Linh, khám xét nhà riêng và nơi làm việc. Và thưa quý vị, chỉ trong 5 ngày, tới ngày 20 tháng 6, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển cho Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Duy Linh. Như quý vị đã biết, chúng tôi nói trước đây, đó là trong cái điều kiện Nguyễn Duy Linh kiên quyết không khai, thì cái vấn đề xử lý những cái tội danh bằng pháp luật đối với Đại tá Nguyễn Duy Linh là một cái điều rất khó. Hơn thế nữa, Nguyễn Duy Linh là một cái nhân vật lãnh đạo trong Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, là một người hết sức có kinh nghiệm. Một cái điều đặc biệt là Nguyễn Duy Linh là con trai của Nguyễn Văn Hưởng. Do đó, người ta nói việc muốn xử lý kết tội đối với Nguyễn Duy Linh là một cái điều rất khó. Nhưng thưa quý vị, những cái đánh giá của chúng tôi nó dựa trên những cái nguyên tắc về mặt luật pháp. Nhưng mà đối với ngành công an hay với cách sử dụng luật pháp của ông Nguyễn Phú Trọng hay đa số của cái ban lãnh đạo đặc sản hiện nay, người ta không căn cứ vào những quy định của luật pháp. Đó là lý do chúng tôi muốn nói với các cơ quan chức cộng sản Việt Nam hiện nay, nếu quý vị không đồng tình mà xây dựng một cái nền pháp trị hay một cái nhà nước pháp quyền ở Việt Nam mà cứ sử dụng luật pháp một cách vô tội vạ, thích thì sử dụng, không thích thì bỏ, tất cả mọi việc nó xuất phát từ ý chí chủ quan của một số nhân vật lãnh đạo cao cấp ở trong đảng, những người có quyền lực quyền lát, đó là những cái điều hết sức nguy hiểm đối với quý vị. Và cái bài học của Đại tá Nguyễn Duy Linh tới đây sẽ đứng trước vành móng ngựa với một cái bản án nhẹ nhất cũng phải là 20 năm, nếu không nói tới những cái bản án chung thân hay tử hình. Trong khi đó, thưa quý vị, truyền thông nhà nước sau ngày 20 tháng 6 liên tiếp có những cái thông tin liên quan
tới cái việc cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an khám xét cũng như thu giữ nhiều tài sản trong căn hộ của Nguyễn Duy Linh với cái giá trị hàng chục tỷ đồng. Thậm chí người ta thống kê ra cho thấy đó là các cái điện thoại vừa thu, đồng hồ Patek Philippe và cái số tiền mặt là 5.700 đô la. Thưa quý vị, vấn đề mà chúng tôi muốn nói quý vị về khối tài sản khổng lồ của bố già Nguyễn Văn Hưởng cũng như đại tá Nguyễn Duy Linh, đó là cái nhà mà khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét đối với Nguyễn Duy Linh, đó là một cái căn biệt thự rộng trên 500 m², mặt hồ Tây, ở bên hông chùa Kim Liên, Tây Hồ. Căn nhà này là biệt thự của Nguyễn Tấn Dũng xây tặng cho Nguyễn Văn Hưởng trước đây. Và mới đây, ông Nguyễn Văn Hưởng đã dọn sang căn biệt thự rộng 1.500 m² tại Vincom Villa, Long Biên. Đó là nơi xảy ra một cái cuộc họp vào tháng 6 năm 2019. Và cái căn biệt thự mà ông Nguyễn Tấn Dũng xây tặng cho ông Nguyễn Văn Hưởng thì Nguyễn Duy Linh tiếp tục ở. Theo đánh giá, căn nhà mà Nguyễn Duy Linh đang ở hiện nay có giá trị khoảng hơn 300 tỷ đồng. Còn cái căn nhà mới Vincom Villa có giá thị trường hiện nay khoảng 150 tỷ đồng Việt Nam, có nghĩa là tương đương với 6 triệu đô la Mỹ. Và thưa quý vị được biết, cái căn biệt thự Vincom Villa không phải chỉ có một mình Nguyễn Văn Hưởng, mà hầu hết các cái nhân vật lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam, đặc biệt những cái người tham gia trong cái vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG đều được nhận những cái khoản biếu mà Phạm Nhật Vượng gửi tặng. Thưa quý vị, một cái điều đặc biệt nữa, đó là trong quá trình khám xét nhà của đại tá Nguyễn Duy Linh, cơ quan điều tra đã thu được 2 đơn tố cáo để trên mặt bàn làm việc của Nguyễn Duy Linh. Đó là một cái đơn tố cáo của Phan Văn Minh Vũ và một cái đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của Phan Văn Minh Vũ. Cái nội dung là đơn hẳn quý vị đã biết, trong đơn kêu cứu thì Vũ Nhôm cũng như vợ là bà Thu Hiền khẳng định rằng mình vô tội, không đưa hối lộ và bị bức cung ép cung hành hạ. Còn cái phần đơn của Phan Văn Minh Vũ mà cơ quan điều tra thu được chủ yếu tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ và các cái cán bộ C01 đã bức cung làm sai lệch của vụ án. Thưa quý vị, đặc biệt những cái chi tiết trong lá đơn của Phan Văn Minh Vũ và Hồ Hữu Hòa, người ta thấy hình như là từ một cái bản được sao ra trong những cái lá đơn này trước đây. Thì Vũ Nhôm và Hồ Hữu Hòa ra sức minh oan cho Nguyễn Duy Linh. Thậm chí Vũ Nhôm còn khẳng định trong lá đơn rằng tướng Vệ, tức Trung tướng Trần Văn Vệ, đã xử lý Vũ Nhôm để trả thù một cái mối hận ngày xưa mà bác Hưởng, tức ông Nguyễn Văn Hưởng, không ủng hộ cho Trung tướng Trần Văn Vệ lên làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Và điều này đã làm cho tướng Trần Văn Vệ chậm phát triển và phải mất một cái khoản tiền lớn để chạy về Bộ Công an. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, trước đây Hồ Hữu Hòa, một cái người môi giới hối lộ, đã từng khai nhận rồi phản cung, thậm chí có những ý chí bất hợp pháp, trong khi có những cái tin đồn cho rằng Hồ Hữu Hòa có những cái mối liên hệ họ hàng với trợ lý của Tổng Bí thư ông Hồ Mẫu Ngoạn. Nhưng bất ngờ, thưa quý vị, mới đây, đầu tháng 6 năm 2021, được biết Hồ Hữu Hòa đã tỏ ra hợp tác tốt với cơ quan điều tra. Trong kết luận điều tra mới nhất của Bộ Công an ngày 15 tháng 6 đã thể hiện rõ cho thấy Hồ Hữu Hòa khai nhiều lần đến nhà Nguyễn Duy Linh, và trước khi bị bắt làm thì Nguyễn Duy Linh thậm chí có hành động vi đe dọa đối với Hồ Hữu Hòa. Nguyễn Duy Linh dặn Hồ Hữu Hòa rằng không được khai báo điều gì bất lợi, thậm chí còn răn đe Hồ Hữu Hòa mày coi chừng mày mất mạng, bởi vì thường trực ban bí thư hiện nay đang bảo vệ cho tao. Đó là lý do người ta cho thấy hiện nay những cái thân nhân của Hồ Hữu Hòa đã được Bộ Công an có một cái chính sách bảo vệ. Đặc biệt Hồ Hữu Hòa và Vũ Nhôm đã được chuyển vào các cái safe house để đảm bảo sự an toàn, sợ trừ tha sợ, để tránh cái sự trả thù của tay chân Nguyễn Hữu Linh. Và người ta cho biết hiện nay Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, cũng như Hồ Hữu Hòa đang ở trong một cái mối lo ngại, sợ bị bố con nhà ông Nguyễn Văn Hưởng giết người diệt khẩu. Thưa quý vị, trong cái vụ án đối với Nguyễn Duy Linh, có một điều chúng tôi hết sức
nghi ngại, thậm chí là nghi ngờ. Đó là tại sao trong cái kết luận điều tra cuối cùng ngày 15 tháng 6 năm 2021 thì cơ quan điều tra Bộ Công an với cái tinh thần phải truy tố bằng được Nguyễn Duy Linh vẫn đề nghị Viện Kiểm sát và Tòa án chiếu cố công lao và thành tích cũng như nhân thân của Đại tá Nguyễn Duy Linh khi lượng hình. Tại sao nó lại có cái vấn đề mâu thuẫn như vậy? Và theo chúng tôi, đó là những cái hành động để nhằm tránh một cái án tử hình đối với Nguyễn Duy Linh. Và Nguyễn Duy Linh có lẽ nhận một cái bản án theo chúng tôi là 20 năm tù giam. Chứ cái án chung thân chắc là khó. Nhưng mà đối với bố già Nguyễn Văn Hưởng thì cái vấn đề bản án đối với con trai mình nó là một cái vấn đề không nặng lòng. Bởi vì Nguyễn Văn Hưởng đủ đòn non phép. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng phải tiêu diệt bằng được ông Nguyễn Tấn Dũng trong vụ này thì mới đánh dập đầu một con rắn độc, đó là Nguyễn Văn Hưởng. Thưa quý vị, sơ bộ cái vụ việc liên quan tới Đại tá Nguyễn Duy Linh như vậy để quý vị nắm bắt cái tình hình tổng thể. Còn đi vào chi tiết, chúng tôi sẽ cung cấp những cái tin tức mới nhất chúng tôi mới có được và các cái tài liệu đó đang nằm tay trong tay của chúng tôi. Thưa quý vị, trở lại một cái vấn đề cú tấn công của phe miền Nam đối với ông Nguyễn Tấn Dũng và liên minh của ông ta. Đó là mới đây, như quý vị đã biết, chỉ có duy nhất báo Tiền Phong mới đưa một cái tin liên quan tới cựu tử tù Liên Khư Thìn đã có một cái đơn tố cáo tới Bộ Công an và được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chấp thuận khởi tố một cái vụ án về những cái sai phạm liên quan tới việc xử lý những cái tài sản trong vụ án Epco Minh Phụng mà theo Bộ Công an cần phải làm rõ để thu hồi tài sản về cho nhà nước đã bị những người có trách nhiệm cùng với một số cá nhân bán rẻ. Thưa quý vị, mới đây, ngoài báo Tiền Phong thì còn hàng loạt các cái báo chí khác của nhà nước đã vào cuộc. Người ta đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát nghiêm trọng lãng phí theo đơn tố cáo của ông Liên Khư Thìn, một cựu tử tù, là một trong những cái bị cáo quan trọng trong đại án kinh tế Epco Minh Phụng 24 năm trước. Đó, thưa quý vị, những cái vụ án từ trước đến nay người ta nói là hồ sơ đã phủ những cái lớp bụi dày như vậy. Vậy mà bây giờ đã bị lật lại để xem xét. Thưa quý vị, theo Liên Khư Thìn đã tố cáo cho biết ông trước đây đã bị tuyên án tử hình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa vì đã cấu kết với một số người chiếm đoạt tiền của nhà nước thông qua các hợp đồng vay 6 ngân hàng. Và ông Liên Khư Thìn cho biết cùng với Tăng Minh Phụng, các cái cổ đông này đã dùng để mua nhiều bất động sản tại các quận 2, quận 9 rồi các cái tỉnh xung quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Liên Khư Thìn cho biết, thời đó ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là Phó Thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản của vụ án Minh Phụng Epco theo quyết định số 56 quyết định TTG ngày 15 tháng 1 năm 2002. Theo đó, vụ án đặc biệt Minh Phụng Epco, những cái giá trị tài sản phải thi hành án thuộc hai nhóm Epco và Minh Phụng phải bồi thường và thanh toán với các cái khoản nợ cho 6 ngân hàng với tổng số tiền khoảng 6.000 tỷ đồng và 32,6 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, những cái tin tức xấu dồn dập đến với ông Nguyễn Tấn Dũng. Như chúng tôi đã nói với quý vị, đó là mới đây ông Phạm Minh Chính đã ký một cái quyết định cách chức đối với Phó Tư lệnh Quân khu 9 Thiếu tướng Trần Văn Tài. Và thưa quý vị, không hiểu cái điều ông Phạm Minh Chính làm dưới sức ép của ai. Và rõ ràng nó là một cái điều hoàn toàn bất lợi đối với ông bà Dũng. Và người ta đặt dấu hỏi liệu cái vụ việc một ông trùm bất động sản người Việt gốc Hoa Liên Khư Thìn có chịu ảnh hưởng từ sự chỉ đạo hay tác động của ông Lê Thanh Hải hay không. Và thưa quý vị đã biết, cái mối quan hệ của ông Lê Thanh Hải với bà Trương Mỹ Lan mà mới đây ông Phạm Minh Chính đã yêu cầu xử lý một cái khu đất vàng gần 2.000 mét vuông mà công ty Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đã nhập nhằng để chiếm đoạt của nhà nước. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng có những cái sự giằng co giữa các thế lực chính trị trong đảng
liên quan tới cái việc đánh đấm trước hội nghị Trung ương 3 khóa 13. Có một cái tin tưởng chừng rằng nó không liên quan tới tình hình chính trị ở Sài Gòn, cụ thể là liên quan tới ông Lê Thành Hải. Nhưng thưa quý vị, theo Cà Phê Bít, một cái trang chuyên về kinh tế, có giới thiệu một cái tin tưởng chừng liên quan tới giới showbiz. Theo Cà Phê Bít cho rằng gần đây cộng đồng mạng lại được một dịp ngỡ ngàng khi mà một vị đại gia phố núi cường đô la là chủ một cái công ty đang liên quan tới cái vụ bê bối của thành ủy Sài Gòn. Vị đại gia trẻ này đã tiết lộ một cái món quà mới nhất mà cường đô la mua để dành cho hai đứa con. Đó là hai chiếc xe Mercedes V250 Luxury với cái giá trị khoảng 6 tỷ đồng tiền Việt Nam. Theo đó, cường đô la đã viết trên trang Facebook cá nhân: xe màu đen thì cho anh hai, xe màu trắng thì cho chị ba. Trong khi đó, theo Cà Phê Bít cho biết, hai đứa con của cường đô la hiện nay còn rất ít tuổi, phải nhiều năm nữa mới đủ tuổi sử dụng, thậm chí là mười mấy năm nữa. Vậy mà cường đô la vẫn không ngần ngại bỏ ra một cái khoản tiền 6 tỷ đồng để mua xe dành cho các cái con trong tương lai. Thậm chí cường đô la còn viết trên cái dòng trạng thái của mình: bây giờ phải chuyển sang đi xe Đức cho nó an toàn. Đó, thưa quý vị, người ta cho rằng đó là một cái hành động thách thức của cường đô la đối với cái cơ quan chống tham nhũng, đặc biệt liên quan tới Thủ tướng Phạm Minh Chính. Có nghĩa là cường đô la vẫn tự tin rằng thành trì của cái ban lãnh đạo Sài Gòn cũ của nhân vật Lê Thành Hải là bất khả xâm phạm. Quý vị thấy kinh khủng, đã chết đến đít rồi nếu mà chủ quan như chúng ta đánh giá. Tức là cường đô la có những cái sai phạm liên quan tới mua bán đất đai đối với ông Tất Thành Cang trước kia. Mà ông Tất Thành Cang thì đã bị khởi tố và sổ khám, vậy mà cường đô la ở bên ngoài vẫn bình thường, vẫn tiêu tiền một cách thoải mái, thậm chí còn thách thức. Trở lại cái vấn đề ông Liên Khui Thìn tố cáo những cái bất động sản của ông đã bị ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo cho các cái tay chân bán đi với những cái giá rất rẻ. Theo đó, ông Liên Khui Thìn cho rằng hàng loạt các bất động sản của ông thuộc sở hữu của ông tại các quận 2, quận 9, kể cả quận nhất, quận 3 cũng vậy, phải được thu hồi cho nhà nước, song đã bị những cái lãnh đạo cấp cao thông đồng với một số tay chân bán rẻ. Thưa quý vị, ở đây nói rõ cho những ai chưa nghe, còn những ai đã nghe rồi thì hãy bình tĩnh một chút để chúng tôi giải thích. Tức là trước đây ông Tăng Minh Phụng cũng như ông Liên Khui Thìn có một cái cách là dùng tài sản của mình vay tiền của ngân hàng để mua một số bất động sản, nhưng mà với cách bất kỳ mua xong đất bất động sản nào thì cũng mang hồ sơ của bất động sản đó giao cho ngân hàng và vay tiền để mua tiếp các cái bất động sản sau. Và thưa quý vị, một cái kết quả là Apple Minh Phụng đã có tới 169 các cái tài sản có giá trị mà trước đây với cái số tiền vay của ngân hàng khoảng 6.000 tỷ đồng và 32 triệu đô la. Nếu mà còn đến hôm nay thì ông Liên Khui Thìn và ông Tăng Minh Phụng có những số tài sản có thể tới hàng nghìn tỷ. Tuy nhiên thưa quý vị, do buôn bán không hợp thời, đặc biệt là trong cái bong bóng bất động sản năm 1998, và cuối cùng ông Tăng Minh Phụng cũng như ông Liên Khui Thìn đã bị bắt giữ về cái tội lạm dụng tín nhiệm, tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa. Và theo phán quyết của tòa, những cái khoản tiền của hai ông Liên Khui Thìn và Tăng Minh Phụng đầu tư vào các khu đất phải được thu hồi toàn bộ để thanh toán cho ngân hàng với mục đích khắc phục thiệt hại cho nhà nước. Và đó là lý do tòa án đã giao lại các cái tài sản này cho công ty Apple phối hợp với cơ quan thi hành án để thu hồi. Và thưa quý vị, tới năm 2009 được đặc xá thì ông Liên Khui Thìn đã tố cáo với Bộ Công an đề nghị cần phải khởi tố vụ án để thu hồi tài sản cho nhà nước cũng như của cá nhân ông ta. Theo ông Liên Khui Thìn, cái bàn xử lý nợ của Apple Minh Phụng đã cố tình làm sai phán quyết của tòa án khi thi hành. Họ đã bán rẻ và chiếm đoạt những tài sản của ông Liên Khui Thìn, ông Tăng Minh Phụng tại các công ty Apple
công ty trách nhiệm hữu hạn An Khánh và công ty trách nhiệm hữu hạn Hầu Phòng. Thưa quý vị, những cái điều này chúng tôi đã nói chi tiết trong một cái bài nói gần đây. Quý vị có thể tìm kiếm trong cái vụ đấu đá Đại hội 13 liên quan tới tài sản của Apple Minh Phụng, quý vị sẽ nghe chi tiết hơn. Nhưng mà thưa quý vị, một cái điều quan trọng là khi người ta lật lại cái việc làm thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng làm thất thoát những cái tài sản cho tới thời điểm hiện nay có thể lên tới hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ, thì điều này chắc chắn là một cái khó khăn đối với ông bà Dũng hiện nay. Ở đây chúng tôi ví dụ như ông Liên Khu Thìn nói, tiền của tôi dùng để mua các bất động sản được xác định là tiền phạm tội mà có. Công ty Apple chỉ có nhiệm vụ thu hộ để thi hành án mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, những cái giá trị thật, giá trị sinh lợi của các cái tài sản thuộc sở hữu của tôi mà nhà nước đã xác định sau khi trừ đi các cái chi phí hợp lý không được công khai, và thậm chí một cái tình trạng phổ biến là bán cho nhau rẻ như cho, sau đó vòng vèo rồi bán ra thị trường với cái giá gấp hàng chục, hàng trăm lần, gây thất thoát, thiệt hại cho tài sản của nhà nước cũng như cá nhân tôi. Đó là những cái điều ông Liên Khui Thìn nêu ở trong đơn. Thưa quý vị, liên quan tới cái vụ việc mà Liên Khui Thìn đã tố cáo những cái nhân vật liên quan tới ông Nguyễn Tấn Dũng có những cái hành động mờ ám trong việc xử lý các cái khoản nợ của Apple Minh Phụng,